Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 55. Chương 541, Tâm Trọc. Mới đến đầu thôn, cánh đồng hoa hiện ra trước mặt họ, có thể nhìn ra được cánh đồng hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, không có một cọng cỏ dại. Ai đó? Đi ra! Một tiếng quát lớn khiến Lý Hỏa Vượng đương nhiên rút trường kiếm ra ba tấc, sát khí ngùn ngụt bao toàn thân. Mọi người đều lấy ra vũ khí, chỉ hướng một chỗ tường thấp. Khi thấy một đôi giày thêu bước ra, Lý Hỏa Vượng lập tức nhớ đến lời của ký tướng, vội cúi đầu tránh đối diện với đối phương. Nhưng khi thấy đôi giày hoàn toàn hiện ra trước mặt mình thì tim Lý Hỏa Vượng giật thót, đôi chân này khá quen mắt. Không đúng, đây là chân của Miểu Miểu. Lý Hỏa Vượng vụt ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một khăn trùm đầu đỏ quen thuộc. Lúc này lưỡi dao loang lổ rỉ sét của Hồng Đại đã bay về phía cô ấy. Mắt thấy đao kia sắp đâm trúng nhị thần, kiếm tiền đồng trong tay Lý Hỏa Vượng bỗng biến dài, đồng tiền nối liền thành một mảnh, tựa như roi dài đánh bay đao rỉ của Hồng Đại. Đợi đã, vẻ mặt của Lý Hỏa Vượng cực kỳ nghiêm túc nhanh chóng lao qua, chặn giữa hai nhóm người, các vị. Nàng không phải Tâm Trọc, nàng là nội nhân của tại hạ. Ký tướng buông hủ mộc như ý xuống, có chút nghi hoặc hỏi, nội nhân của ngươi, ta không tin. Ngươi kêu nương tử của ngươi tháo khăn trùm đầu xuống, đừng để là Tâm Trọc lừa dối trốn đi. Chưa đợi Lý Hỏa Vượng đồng ý, thân đầu cương dùng tay vỗ nhẹ trống ra treo bên hông, nhị thần cũng vỗ trống đáp lại. Tiếng trống quanh quẩn, giống như đang trao đổi cái gì. Khi tiếng trống ngừng, một tay nhị thần kéo khăn trùm đầu đỏ xuống. Ôi mợ ơi, đây là cái gì? Nhĩ hiền đệ, thứ này thật sự là nội nhân của ngươi sao? Nhìn khuôn mặt đáng sợ mặt người và thú hỗn hợp với nhau của nhị thần, những người khác bị giật mình. Lý Hỏa Vượng mặc kệ bọn họ, kéo nhị thần đi xa mấy bước, biểu cảm nghiêm túc hỏi, sao ngươi ở đây? Miểu Miểu đâu? Nàng có đi theo không? Nhị thần lắc đầu, sau đó run rẩy lại gần, hai tay ôm eo của Lý Hỏa Vượng siết chặt, mắt thú họ nhà mèo to hơn người bình thường gấp ba lần lộ ra tình yêu cố chấp, tướng công. Thiếp thân nhớ ngươi, răng nhọn cắn nhẹ cổ Lý Hỏa Vượng, hai cái lưỡi quấn quanh chui ra ngoài không ngừng liếm láp, còn chưa xong sao. Lý Hỏa Vượng kéo nhị thần đứng ngay ngắn, biểu cảm nghiêm túc nhìn cô ấy chằm chằm, ta hiện tại không rảnh dây dưa với ngươi, nơi này rất nguy hiểm, lập tức rời đi. Tướng công đang lo lắng cho ta. Nhị thần há to mồm máu đến tận sau tai. Biểu cảm của Lý Hỏa Vượng cực kỳ nghiêm túc tới gần một bước, ôm đầu của nhị thần, nhìn thẳng vào con mắt to nhất trên mặt cô ấy, gằn từng chữ, rời đi nơi này. Lập tức, được. Đầu lưỡi dài liếm mặt của Lý Hỏa Vượng, trên mặt nhị thần mang theo nụ cười kỳ dị xoay người rời khỏi thôn này. Nương, âm thanh bên tai khiến sắc mặt của Lý Hỏa Vượng càng khó coi hơn, câm mồm. Nàng ta không phải nương của ngươi. Nhĩ hiền đệ, nàng thật sự là nương tử của ngươi. Hác, bà Đan Thanh khiếp sợ đến mức không xoay hột đào nữa. Không đợi Lý Hỏa Vượng trả lời, Khiêu Đại Thần tên thân đầu cương lên tiếng, ngữ khí hằn học, như thế nào? Ngươi có ý kiến? Nói xong, hất cằm hướng Lý Hỏa Vượng, đại muội tử tốt lắm đấy, đừng cô phụ. Ôi trời, được rồi, đi mau lên, các ngươi rốt cuộc là đến làm việc hay đi du lịch? Ký tướng biểu cảm sốt ruột bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục. Lý Hỏa Vượng liếc qua phương hướng nhị thần biến mất, thu hồi tâm thần đi theo đám người ký tướng vào trong thôn này. Bàn tính vàng của ký tướng lại bắt đầu gảy, phối hợp tiếng xoay hột đào của Thác Bạt Đan Thanh không ngừng quanh quẩn trong thôn. Lý Hỏa Vượng bỏ qua tạp âm trong đầu, luôn cảnh giác Tâm Trọc có thể xuất hiện. Đi một lúc, một cái sân đất sụp đổ xuất hiện ở bên trái bọn họ, một gốc cây thạch lựu nặng trĩu qua, có mấy bóng người đứng dưới cây. Sau khi nhìn kỹ, Lý Hỏa Vượng phát hiện đó không phải người mà là dây leo và cỏ dại mọc thành hình người, bên cạnh thì được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Trong khi Lý Hỏa Vượng phỏng đoán những người này có phải là Tâm Trọc làm ra hay không thì Hồng Đại ném hai thanh đao rỉ nhỏ bay qua, cắn nát những thực vật hình người này. A, à, một tiếng thét cực kỳ sắc nhọn vang lên ở sâu trong thôn xóm. Đi, theo kịp. Thân đầu cương vẫn luôn không làm bất cứ chuyện gì bắt đầu hành động, sải bước lao hướng bên kia. Thân đầu cương vừa lao lên vừa dùng tay vỗ mạnh vào trống ra bên hông,
bắt đầu khiêu đại thần. Thân đầu cương niệm bang binh quyết khác hẳn của Lý Chí hay của Bạch Linh Miểu, ngữ điệu đặc biệt bá khí. Thượng phương ngự điểm quỷ thần hạ kinh, vệ yêu thôn ma tứ phương Thái Bình. Thỉnh tiên đến tiên phải lên tiếng, thỉnh thần đến thần phải nghe. Trong giây lát, Lý Hỏa Vượng giống như cảm giác được mọi thứ xung quanh bắt đầu phai màu. Trên người Lý Hỏa Vượng không tự chủ được nổi lên lớp da gà, cậu biết có cái gì đi tới, nhưng cậu không biết đó là cái gì. Chương 542, Ra mặt, 1. Đại thần tên thân đồ cương này rõ ràng không tầm thường, e rằng có thực lực bằng Đan Dương Tử lúc sống, không biết ký tướng mời từ đâu đến. Nhĩ Cửu, mượn đao của ta. Hồng Đại đưa con dao rỉ sét đến trước mặt Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng gật đầu, nhanh chóng nhận lấy. Tiếng thét ngừng bặt, nhưng ký tướng và thân đồ cương rõ ràng đã theo dõi tâm trọng, một người vỗ trống, một người gảy bàn tính, âm thanh quanh quẩn khắp thôn, toàn bộ thôn đều giống như bắt đầu vặn vẹo. Tuy rằng tâm trọng vẫn không ra mặt, nhưng có thể nhìn ra được hai bên đã đánh nhau. Ở trong tình huống này, Lý Hỏa Vượng có sát chiêu đầy mình nhưng không có đất dùng võ. Đứng đây chỉ biết sốt ruột, Lý Hỏa Vượng cảm thấy nên thử làm điều duy nhất mình có thể làm. Cậu cắn thủng ngón tay, lấy tờ giấy vàng ra viết vẽ. Lý Hỏa Vượng không biết bói toán phù lục có tác dụng trong tình huống này hay không, dù sao chữa ngựa chết như ngựa sống. Ghi nhớ khe nứt từ xương sọ mình mang đến, Lý Hỏa Vượng không ngừng quan sát bốn phía, tính tìm được hoa văn tương tự. Các tiếng động ầm ĩ làm bạn Lý Hỏa Vượng, cậu nhìn một lúc thì bỗng tập trung vào thanh đao rỉ trong tay mình. Giờ phút này hướng mũi đao chĩa vừa lúc là mạng nhện trên một miệng giếng đá ở phương xa. Trên mạng nhện bị thứ gì đó làm rách vừa lúc giống hệt hoa văn mà cậu bói toán được. Không lẽ đao gì mà Hồng Đại đưa có thể tăng lên năng lực bói toán? Lý Hỏa Vượng lấy ra vũ khí, bước chậm đi hướng miệng giếng. Lý Hỏa Vượng cẩn thận dùng đao gì khều dây leo bụi gai xuống, cậu nhìn vào dưới giếng. Giây sau, con ngươi của cậu co rút đến nhỏ nhất, có một người đứng trong nước bùn ở trong giếng. Khi người kia phát hiện có ánh sáng trên đầu thì vụt ngẩng lên, Lý Hỏa Vượng vội rời tầm mắt để tránh cho mắc mưu của đối phương. Lý Hỏa Vượng tim đập nhanh vụt quay đầu hét hướng người khác, mau lên. Nơi này có. Nói đến đây, Lý Hỏa Vượng ngẩn ngơ, ta mới định nói gì. Chỗ của ta có cái gì? Nghe thấy âm thanh, người khác nhìn hướng Lý Hỏa Vượng. Thác Bạt Đan Thanh kinh ngạc hỏi, Nhĩ Hiền Đệ, ngươi cầm đao gì đứng bên cạnh giếng làm gì? Đao gì? Lý Hỏa Vượng quét mắt qua khuôn mặt Thác Bạt Đan Thanh, ký tướng, thân đầu cương. Đúng rồi, đao gì này từ đâu ra? Nằm trong tay ta từ bao giờ? Hử, Lý Hỏa Vượng kinh ngạc nhìn về phía đao gì sét loang lổ trong tay. Đao này ở đâu ra? Rõ ràng ta có hai binh khí đủ dùng rồi, vì sao có thêm một thanh đao trong tay? Lý Hỏa Vượng bỗng vung tay ném đao gì xuống đất, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc nắm chuôi kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào thứ không rõ lai lịch. Chẳng lẽ đây là năng lực của tâm trọc? Nó định dùng thứ này hại ta. Lý Hỏa Vượng toàn thân căng cứng cảnh giác nhìn chằm chằm đao gì dưới đất, chậm rãi lùi lại, nhanh chóng áp sát với người khác. Thác Bạt Đan Thanh thấy vẻ mặt Lý Hỏa Vượng căng thẳng thì mở miệng hỏi, Nhĩ Hiền Đệ. Không sao chứ, không hiểu sao trong tay ta có thêm một thanh đao. Nhưng nghiệp chướng của tâm trọc là giấu đồ mà, tại sao tặng đồ cho ngươi? Lý Hỏa Vượng suy nghĩ một hồi, ngay sau đó cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, nhẹ lắc đầu, quay qua nhìn thân đồ cương đang vỗ trống. Tứ kim tinh quân tốc bả thai khởi, ngũ vạn ngũ thiên trạm nhất bài. Hắc kỳ hắc giáp hắc kỳ hào, khôi minh giáp lượng thị dòng tài. Biệt khiếu đệ mã thụ chiết đăng, nhĩ yếu bất cản ngã tự phiến. Cùng với tiếng trống, trong thiên địa đều mơ hồ đổi màu, sương mù không ngừng ngưng tụ trên không trung rồi lại nhanh chóng tiêu tan. Thấy vẻ mặt nắm chắc phần thắng của đối phương, Lý Hỏa Vượng không nói gì nữa, yên lặng chờ đối phương buộc tâm trọc hiện ra. Chuyện không đầu không đuôi này cậu tốt nhất là đừng thêm phiền cho họ. Tiếng trống, tiếng xoay hột đào, tiếng gảy bàn tính không ngừng vang bên tai Lý Hỏa Vượng. Ngay lúc này, thân đồ cương bỗng khẽ quát, tâm trọc này đã trưởng thành mạnh mẽ rồi, làm bên ta thiếu đi một người. Nhị Ngưu, đừng tiết kiệm nữa, bỏ thêm vốn đi. Theo tiếng quát khẽ của thân đồ cương, vẻ mặt ký tướng nghiêm túc vỗ mạnh bàn tính vàng, Lý Hỏa Vượng nháy mắt cảm giác được mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên càng thêm hư ảo. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình, số lượng là một thanh, nhưng nó cũng là hai thanh, hoặc ba thanh.
Tất cả số lượng ở xung quanh vào giây phút này dường như không còn ý nghĩa, một có thể là 5, cũng có thể là 9. Cùng lúc đó, thân đầu cương dùng 6 bàn tay vỗ dồn dập mặt trống, âm thanh không còn hát nữa mà biến thành tiếng rít gào. Nhất đoá thải vân thượng hạ phiên, Nam cung liệt tiên tốc tốc lai. Bát tiên bát di các quý vị, thủ trụ bát môn hòa bát quan. Mây đen trên trời không ngừng đè xuống, cơ hồ gần sát đỉnh đầu, có thứ gì từ trong mây đen dâng lên. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 543, ra mặt 2. Cũng ngay lúc này, Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người đột ngột chui ra từ gần đó. Thân thể lúc mơ hồ lúc rõ ràng, trông rất vặn vẹo. Người kia mặc áo dài màu xanh sậm, tóc đen bẩn thỉu dính cục che khuất khuôn mặt, nước bùn đặc quánh phủ lên chiếc quần. Nhĩ Cửu, mau ra tay, người này là Tâm Trọc. Ký tướng cực kỳ căng thẳng bản năng hét lên, 16 cây ngón tay của Lý Hỏa Vượng đã trước tiên bay ra ngoài. Khi Tâm Trọc nhẹ ngước tóc lên, 16 móng tay bay qua nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thừa dịp đối phương xử lý ngón tay của mình, Lý Hỏa Vượng giật mạnh một miếng thịt lớn trên người ném qua. Da người mang theo máu xoay tít bị mờ dần dưới năng lực của đối phương, Lý Hỏa Vượng nhìn chăm chú vào dưới chân của Tâm Trọc, kiếm tiền đồng trong tay cậu giống như roi dài quất qua. Mắt thấy không kịp tránh né, bên cạnh Tâm Trọc bỗng xuất hiện một người đàn ông vẻ ngoài như ăn mày, giống như tấm thuẫn chặn trước kiếm tiền đồng. Đó là Hồng Đại biến mất, hắn bị ném ra. Cùng với tiếng kim loại ma sát, đồng tiền ma sát thân thể ăn mày bắn ra tia lửa. Thấy thế công của mình bị đối phương ngăn trở, lúc này Lý Hỏa Vượng nổi khùng lên. Lý Hỏa Vượng dứt khoát thọc kiếm vào bụng mình rạch một đường. Giỏi giấu lắm phải không? Để ta xem ngươi giấu kiểu gì. Biểu cảm của Lý Hỏa Vượng cực kỳ dữ tợn, hai tay giao nhau cắm vào miệng vết thương rồi kéo mạnh, hai khúc xương sườn bị cứng rắn giật ra. Lý Hỏa Vượng xoay đầu xương sườn cho mặt cắt đâm ngược vào ngực mình. Lý Hỏa Vượng hút ngụm khí lạnh, Tâm Trọc ở phương xa hét thảm, cùng khom lưng y như cậu. Lý Hỏa Vượng chịu đựng đau đớn kịch liệt cười phá lên, cảm giác đau của đối phương cùng chung với mình thì dễ xử rồi. Ba mũi nhọn móc ngược đâm vào kẽ móng tay của Lý Hỏa Vượng, cậu duỗi thẳng đầu ngón tay, cúi người đâm mạnh xuống đất. Tâm Trọc bị đau đớn không phải con người chịu nổi khiến thân thể co giật, dường như nó còn muốn trả thù, nhưng khi thấy Lý Hỏa Vượng chậm rãi kéo mũi nhọn dính máu thịt ra ngoài thì rốt cuộc sợ, bất chấp đánh trả, vội vàng xoay người chạy. Trong tình huống này, Lý Hỏa Vượng làm sao có thể bỏ qua? Cậu nhanh chóng dán hai tấm phù lục lên đầu gối. Mặt Lý Hỏa Vượng nổi gân xanh, thân thể kéo theo tàn ảnh xé gió lao về phía Tâm Trọc. Trong tình huống không ngừng dùng các loại khổ hình hành hạ đối phương, Lý Hỏa Vượng cách Tâm Trọc càng lúc càng gần. Nhưng khi Lý Hỏa Vượng lại xâm nhập vào căn phòng đầy cho bụi thì Tâm Trọc bỗng dưng biến mất. Chuyện gì vậy? Người đâu? Lý Hỏa Vượng rất là không cam lòng, mới rồi chỉ thiếu chút nữa, một chút xíu nữa thôi. Khi Lý Hỏa Vượng quay đầu hỏi những người khác theo sau lưng, ký tướng đáp rằng, ai, chờ ta nghỉ một lát, buộc Tâm Trọc ra mặt không phải việc dễ dàng. Giờ phút này sắc mặt của ký tướng rất là nhợt nhạt, ngón tay khẽ run, thân đầu cương cũng không khá hơn gì. Thoạt nhìn buộc Tâm Trọc lộ mặt làm hao phí tinh lực của họ rất lớn. Vừa rồi ngươi đã tổn thương được nó, lát nữa làm thêm lần này thì chắc chắn tên này chạy không thoát, Nhị Ngưu lần này tìm người đều là chuyên môn kiềm chế Tâm Trọc. So sánh lúc mới gặp thì thân đầu cương hiện tại rõ ràng có thái độ với Lý Hỏa Vượng tốt hơn nhiều, cũng không biết có phải vì nhị thần không. Nghe lời này, Lý Hỏa Vượng hơi gật đầu, vậy được, chờ bắt được Tâm Trọc là ta sẽ... Hả? Sẽ cái gì? Ta muốn nói cái gì? Lý Hỏa Vượng mới rồi còn cầu nhau nhanh chóng tỉnh táo lại, có chút nghi hoặc nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng này thoạt trông không lớn, góc tường chất đống một số khoai lang còn dính bùn, củ lớn củ nhỏ. Từ cỏ khô hõm xuống đặt một bên có thể chứng minh nơi này từng có người ở. Là ai ngụ lại đây à? Lý Hỏa Vượng sờ xương ngực, đau nhức khiến cậu nhớ lại những ký ức vừa bị biến mất. Đúng rồi, không sai, là Tâm Trọc. Nó giấu ký ức của ta. Lý Hỏa Vượng định lấy giấy vàng ra viết lên giấy, nhưng ngẫm lại năng lực của đối phương, Lý Hỏa Vượng suy tư một lát sau, rút một mũi nhọn trong kẽ móng tay ra, khắc vào mé trong cánh tay trái của mình. Lý Hỏa Vượng viết đơn giản mục đích chuyến đi và nguy hiểm của Tâm Trọc xong mới thở phào nhẹ nhõm.
các ngươi mau nhìn, trên tường có chữ. Lời của Thác Bạt Đan Thanh khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn. Lý Hỏa Vượng nghe tiếng kêu thì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa khe hở vách tường bò đầy dây thường xuân mơ hồ có nét chữ. Kiếm tiền đồng biến dài thành roi nhanh chóng bay lượn vài cái, dọn sạch vách tường. Hà Vi Nhi ngã, Dư Trung Thị Hà. Quái tài. Bất dục sát chi dã, Ngô Trực dục quan chi. Chắc thân bất kiến Ngô, Ngô dục giai hành yên. Thác Bạt Đan Thanh nghiên cứu kỹ, nhìn giống như là tâm chọc viết, nhưng sao nét bút không giống như cùng một người viết. Chương 544, ẩn giấu. Này Đan Thanh, đừng nhìn nữa, cho ta mượn cổ của ngươi, ta muốn ăn kèm với Dương Thọ Đan. Ký tướng nói rồi móc Dương Thọ Đan ra từ ngực, nhét vào miệng, tóc bạc nhanh chóng giảm bớt. Ký tướng đại nhân, ngài sắp đến đỉnh rồi, còn ăn Dương Thọ Đan nữa thì rắc rối. Ai, ta biết chứ. Phải làm xong chuyện này đã, nếu không thì ta cũng không sống tới lúc biến thành nhân tiêu. Lý Hỏa Vượng lười nghe ký tướng làm nhảm, cậu chịu đựng đau đớn cảnh giác mọi thứ xung quanh. Tạm thời khống chế cục diện trước mắt, chỉ mong lần này có thể nhanh kết thúc, không thể phức tạp thêm nữa. Ha ha, nghe thấy âm thanh, Lý Hỏa Vượng hơi ngẩng đầu, nháy mắt đối diện một người phụ nữ mặt sơ giấy. Tóc của người phụ nữ rất dài, gương mặt thanh tú, nàng treo ngược xuất hiện ở trước mặt Lý Hỏa Vượng, biểu cảm cực kỳ hưng phấn đối diện với cậu. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ bản năng hiện ra trong đầu Lý Hỏa Vượng, nàng là tâm chọc. Lý Hỏa Vượng không chút do dự tay nâng kiếm rơi, đâm vào bụng của đối phương. Tâm chọc ho ra máu rơi xuống đất, biểu cảm cực độ rung động nhìn Lý Hỏa Vượng, không ngừng lẩm bẩm, ngươi không bị gì, tại sao ngươi không bị gì? Lý Hỏa Vượng cảm xúc phấn khởi không quan tâm những điều đó, giơ muỗng sắt lên, cưỡi trên người tâm chọc muốn móc tròng mắt khiến người biến mất xuống. Nhĩ cửu, để lại tròng mắt của nàng, tuyệt đối đừng móc xuống, dù giết nàng cũng đừng móc mắt. Nghe lời này, Lý Hỏa Vượng nhanh chóng gỡ các khớp xương của đối phương, vậy là trừ tròng mắt còn có thể nhúc nhích ra, đối phương không thể động đậy được. Tuy không rõ tất cả điều này là vì sao, nhưng tâm chọc đưa lên cửa thì không bỏ qua được. Lý Hỏa Vượng cởi giải lụa đỏ trên bào màu đỏ của mình xuống, định bịt mắt của tâm chọc. Nhưng giờ phút này đối phương không chút giãy giụa, ngược lại biểu cảm kinh khủng nhìn chằm chằm các chữ lớn nhỏ trên tường. Không, ta không có giết các nàng, ta cũng không biết, nhưng ta không giết các nàng. Sau khi quấn mấy vòng mắt của tâm chọc, Lý Hỏa Vượng thế này mới thở phào một hơi, ngã xuống đất há miệng thở dốc. Dịu lại một lúc, Lý Hỏa Vượng và đám người ký tướng nhìn nhau, biểu cảm của mọi người rất lạ, điều này khác với phỏng đoán của họ. Nhĩ hiền đệ, ngươi làm cách nào mà không bị tâm chọc giấu đi? Làm cách nào khiến tâm chọc trực tiếp nhảy đến trước mặt cho ngươi bắt giữ? Nghe Thác Bạt Đan Thanh hỏi, Lý Hỏa Vượng cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu trả lời, có thể là may mắn. Lý Hỏa Vượng suy đoán có lẽ là do thân phận tâm tố của mình, nhưng tuyệt đối không thể nói chuyện này cho bọn họ. Lời này thốt ra, Thác Bạt Đan Thanh nhướng mày không tiếp tục hỏi, nhủ thầm, cái gì gọi là may mắn. Nhưng ngay lúc đó, tâm chọc lại hét lên, không, ta không có giết các nàng, ta cũng không biết, nhưng ta không giết các nàng. Khi Lý Hỏa Vượng quay đầu thì con ngươi co rút đến cực nhỏ. Vải bịt mắt tâm chọc đã biến mất từ bao giờ, nàng lại nhìn chằm chằm chữ trên tường. Không được, vật chết không thể che mắt của tâm chọc, nhất định phải dùng vật sống mới được. Lý Tuế, đi ra hỗ trợ. Khi hai, cây xúc tu mấp máy chui ra từ miệng vết thương trên bụng của Lý Hỏa Vượng, quấn quanh mắt của tâm chọc thì đối phương rốt cuộc yên tĩnh. Thấy tâm chọc thật sự bị bắt, ký tướng kích động đi tới, hai tay nắm lấy tay của Lý Hỏa Vượng liên tục lắc, cảm kích nói, nhĩ cửu, lần này ngươi đã giúp đỡ chúng ta nhiều. Về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta, ký tướng đại nhân nói quá lời. Lý Hỏa Vượng nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương, ký tướng lại nợ cậu một ân tình. Tuy rằng quá trình hơi ra ngoài dự đoán, nhưng nếu mục đích đạt tới rồi thì không còn gì để soi mói. Ký tướng sốt ruột hơn ai hết, đi thôi các vị, bên Thượng Kinh sốt ruột muốn lấy. Lý Hỏa Vượng gật đầu, túm tâm chọc lên cõng trên lưng đi ra ngoài, trước khi đi Lý Hỏa Vượng không quên nhìn hướng bức tường. Ngô Thê Tử, tắc phu khí chi tường ngung, phu tường ngung hà vi hữu tắc đa tử. Khi thấy chữ này thì biểu cảm của Lý Hỏa Vượng sửng sốt, bước tới đống cỏ chất ở góc tường, dùng tay vẹt ra, những bộ thây khô khủng bố dữ tợn xuất hiện ở trước mặt cậu. Tại sao có nhiều người chết như vậy?
hơn nữa đều là nữ. Thấy cảnh này, dù là Thân Đồ Cương cực kỳ bình tĩnh cũng lộ vẻ sửng sốt. Phát hiện bất ngờ này khiến người khác cũng ngừng lại. Trên tường đều viết đấy thôi. Thác Bạt Đan Thanh nhìn chữ trên tường, chậm rãi nói, bọn họ đều là thê tử của Tâm Trọc, bấy nhiêu còn ít đấy, người khác đều bị nó làm biến mất rồi. Kỳ lạ quá, Tâm Trọc này rõ ràng là nữ thì sao có thê tử được. Đi mau lên, mặc kệ nàng ta. Kỳ tướng có chút sốt ruột không chịu nổi, chỉ cần yên ổn mang Tâm Trọc về thì ông chẳng thèm quan tâm Tâm Trọc là nam hay nữ. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 545, Đàn ông 1. Nhưng lời này lập tức khiến Lý Hỏa Vượng cảnh giác, tim rớt cái bịch, cậu nhìn về hướng người khác mở miệng nói, không lẽ còn một Tâm Trọc nữa. Lời này khiến không khí trong phòng trở nên hơi nặng nề. Mợ nó, sợ cái gì? Lão tử mà sợ Tâm Trọc chó chết này à? Nếu không phải thứ này khó tìm như chuột trốn mèo thì một mình ta có thể đánh ba đứa nó. Lời của Thân Đồ Cương khiến sắc mặt của người khác hồng hào trở lại. Nói đúng, cùng lắm thì chúng ta còn có Nhĩ Cửu Hiền Đệ, Tâm Trọc vô dụng với hắn. Thác Bạt Đan Thanh cười tủm tỉm, thân thiết vỗ vai Lý Hỏa Vượng. Đoàn người tiếp tục ra ngoài thôn, mãi khi sắp đến đầu thôn vẫn không có ngoài ý muốn xuất hiện. Điều này khiến Lý Hỏa Vượng có thời gian quan tâm Hồng Đại luôn yên lặng. Sao vậy Hồng Huynh? Đều tìm được đường sống trong chỗ chết mà sao trên mặt chẳng có nụ cười gì vậy? Nhớ lúc trước Hồng Đại bị ném ra làm lá chắn, nếu không thì hắn không trở về được. Hồng Đại môi tái nhợt dường như cố nặn nụ cười nhưng bất lực. Giọng Hồng Đại khàn khàn nói, nhiều người, bên trong có quá nhiều người. Cái gì? Nhiều người? Hồng Đại nhìn chằm chằm Tâm Trọc trên lưng Lý Hỏa Vượng, nghiệp chướng trong lòng Tâm Trọc ảnh hưởng nhiều nhất không phải người khác, mà là chính nàng. Bên trong rất nhiều người là kẻ địch của Tâm Trọc, nhưng cũng có không ít là người nhà và bằng hữu tốt của Tâm Trọc. Bọn họ nói cho ta, lúc gặp nguy hiểm Tâm Trọc liền giấu bọn họ đi, giấu trong nghiệp chướng của mình. Vốn định lúc an toàn sẽ thả ra, nhưng Tâm Trọc đã quên, quên sạch. Ban đầu Tâm Trọc còn có thể khống chế, nhưng càng về sau Tâm Trọc càng mất kiểm soát giấu ký ức của mình, giấu tuổi tác, giấu cả giới tính của mình. Thậm chí có thể nói Tâm Trọc này một canh giờ trước và một canh giờ sau hoàn toàn là hai người. Bên trong, sống rất thảm. Hồng Đại thổn thức nói tiếp. Trong nghiệp chướng của Tâm Trọc thì muốn chết không được, muốn sống cũng không thể, đói không chết, buồn ngủ không chết, mỗi ngày phải chịu đựng hành hạ đói và buồn ngủ, cứ như thế mãi dày vò, mãi dày vò. Ngươi biết không, thấy ta tiến vào, phụ thân của nàng nói với ta rằng thật ra không trách khuê nữ của mình, cảm thấy ở bên trong chịu đựng hành hạ ít nhất chứng minh khuê nữ còn sống. Hồng Đại nói xong những lời này thì cực kỳ phiền muộn thở dài một hơi, thoạt trông bị nhốt ở trong đó kích thích cảm xúc của hắn khá nhiều. Nghe xong lời Hồng Đại nói, trái tim của Lý Hỏa Vượng thật lâu không thể bình tĩnh. Lý Hỏa Vượng nâng tay lên, chuyển Tâm Trọc từ sau lưng ra trước ngực, biểu cảm cực kỳ phức tạp nhìn người này. Nếu ý thức của nàng vẫn còn chắc cũng không muốn hành hạ người nhà và bằng hữu như vậy. Ngẫm lại thì đáng thương nhất là chính Tâm Trọc, hành động vô ý thức của nàng lại hành hạ tất cả người trong tầm mắt. So với nàng, mê võng của tâm tố của cậu dường như tốt hơn nhiều. Đạo sĩ, nàng quá thảm, chúng ta hãy thả nàng đi. Hòa thượng đến gần, biểu cảm đau lòng nói. Lý Hỏa Vượng nhẹ thở ra một hơi, nhưng mà lại lắc đầu. Không thể thả, tạm không nói đến sự tồn tại của nàng liên quan đến chúng ta có thể lấy được tình báo của tọa vong đạo hay không. Càng quan trọng là, ngươi thả nàng càng hại chết nhiều người hơn, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Dù Tâm Trọc không có lòng hại người, nhưng nhìn chăm chú đã tổn thương đến người khác, nếu Lý Hỏa Vượng không đoán sai thì thôn này trước kia hẳn là đông người, bây giờ người đi đâu rồi thì tự hiểu. Nghe lời này, biểu cảm trên mặt hòa thượng tràn ngập rối rắm, ông chỉ muốn làm việc thiện, nhưng khi hai việc thiện phát sinh xung đột thì ông thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Trước kia Lý Hỏa Vượng cảm thấy Giam Thiên Tư đối phó tâm tố tại sao ác độc như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy hành vi và năng lực của Tâm Trọc thì Lý Hỏa Vượng đã hiểu tại sao bọn họ làm như vậy. Không nói chuyện khác, về việc này thì xác thực là bảo hộ thiên hạ thương sinh. Tâm Trọc như người này, tâm tố như cậu thật sự quá nguy hiểm, trong lúc vô ý thì sẽ chọc họa to lớn. Thác Bạt Đan Thanh ngạc nhiên nhìn Lý Hỏa Vượng chằm chằm, Nhĩ Hiền Đệ, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Lý Hỏa Vượng chớp chớp mắt,
dùng tay vỗ bụng của mình, ta đang nói chuyện với Nguyên Anh. Khoảng thời gian kế tiếp không ai nói chuyện, mọi người đều thu hồi vũ khí, biểu cảm thả lỏng hơn. Thân đầu cương ngáp dài vươn vai. Khi Lý Hỏa Vượng đi hướng sâu trong thôn trại, Thác Bạt Đan Thanh cầm hai hột đào lớn đến gần cậu, cố ý kéo cậu tụt lại xa chút, nét mặt có chút khẩn trương đè thấp giọng. Nhĩ Hiền đệ, ca ca tiết lộ cho ngươi, nếu sau khi ký tướng về Thượng Kinh mà 10 ngày nửa tháng không động tĩnh gì, vậy chúng ta cùng nhau kết bạn đi Thanh Khâu tránh sóng gió đi, dù sao đi đâu làm việc đều như nhau. Chương 546, Đàn ông 2. Lý Hỏa Vượng ngẩn người, đối phương đang xúi cậu bỏ chạy. Thác Bạt huynh, có phải huynh biết chuyện gì không? Nghe thấy Lý Hỏa Vượng hỏi thăm, Thác Bạt Đan Thanh bất đắc dĩ khe khẽ thở dài một hơi, không nói gì, tay chỉ phía trước ra hiệu bước nhanh theo kịp. Đã lấy được tâm chọc rồi, chắc ký tướng sẽ không xảy ra chuyện chứ. Lỡ như có chuyện gì thì ông ấy đồng ý cho ta tình báo liệu có ấy được không? Liên tưởng đến năng lực của tâm chọc, hành động hoảng loạn của ký tướng, Lý Hỏa Vượng cứ cảm giác Giam Thiên Tư lần này ô voi vàng muốn tâm chọc dường như định sử dụng năng lực của tâm chọc làm chuyện to lớn gì. Nhưng làm người mới gia nhập Giam Thiên Tư, Lý Hỏa Vượng không biết bên trên rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Lý Hỏa Vượng cũng không cần tìm hiểu làm gì, loại chuyện này tạm thời không dính líu gì tới cậu. Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua Hồng Đại Lo được lo mất đi bên cạnh, cậu bước nhanh hơn đi theo Thác Bạt Đan Thanh vào trong thôn. Đoàn người đi thật sự nhanh, không lâu sau đã đến đầu thôn, sương mù trắng ngoài thôn dần tán, Liễu Tông Nguyên đeo mặt nạ lại gần hơn. Ký tướng đại nhân, như thế nào? Làm xong chưa? Liễu Tông Nguyên rào rạt hứng thú đánh giá đồng bạn có chút chật vật của mình. Tiểu Liễu Tử, đi kêu xe ngựa qua đây, ta muốn nghỉ tạm. Trên khuôn mặt trắng nõn mập mạp của ký tướng lộ ra một chút uể oải, nói chuyện thều thào. Nếu các ngươi quay về thì lão tử không theo các ngươi trở lại Ngân Lăng. Nhị Nghiêu, hãy nhớ là nợ ân tình giữa chúng ta đã thanh toán xong, về sau ngươi có quỳ xuống cầu lão tử cũng lười giúp ngươi. Thân đầu cương nói xong lời này liền bước đi. Lý Hỏa Vượng thấy cảnh này, vội tiến lên mấy bước che ở trước mặt thân đầu cương, thân đầu huynh, cho hỏi một chuyện được không? Thân đầu cương hơi cau chân mày rậm, nhưng không như mọi khi buông lời tục tĩu, hỏi nhanh lên, lão tử còn có việc gấp. Lý Hỏa Vượng rời mắt xuống nhìn trống da của đối phương, nghe nói người Khiêu Đại Thần xưa nay đều là nô lệ của tiên gia. Cả đời đều không được giải thoát, nhưng ta thấy thân đầu huynh dường như không giống, có thể báo cho biết là tại sao không? Lúc nãy Lý Hỏa Vượng đã phát hiện, người này hát Bang Binh Quyết, khác với Bạch Linh Miểu hát, ca từ không có chút xíu tôn kính tiên gia, chẳng những như vậy, trong ca từ mơ hồ mang theo uy hiếp. Thân đầu cương khoanh tay trước ngực, nhìn thấu tâm tư của Lý Hỏa Vượng, muốn hỏi thay đại muội tử phải không? Lý Hỏa Vượng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu có thể thì cậu muốn thay đổi tình cảnh hiện tại của Bạch Linh Miểu. Không dám nói hoàn toàn thoát khỏi khống chế của tiên gia, ít nhất cũng có thể giống như thân đầu cương, chiếm quyền chủ động trong lúc giằng co với tiên gia. Thân đầu cương gật đầu, nghiêng người thì thầm vào tai Lý Hỏa Vượng. Thân đầu cương càng nói, mắt của Lý Hỏa Vượng từ từ nở to, dường như cực kỳ kinh ngạc lời của đối phương, thật sự như vậy. Đi đây, về sau nếu có thể gặp lại thì ta mời ngươi ăn cơm. Thân đầu cương đâm mạnh vào miệng vết thương trên ngực của Lý Hỏa Vượng, xoay người đi ra tầm nhìn của mọi người. Cùng lúc đó, xe ngựa chạy nhanh tới, vội thu về vẻ khiếp sợ trên mặt, đi theo người khác nhanh chóng lên xe. Trong lúc Lý Hỏa Vượng cân nhắc phương pháp mà đối phương mách cho mình, Hồng Trung ở bên cạnh nói chuyện làm cậu ngước mặt lên. Lý Hỏa Vượng, mau tỉnh lại, đừng nghĩ nữa, tại sao phía đối diện của ngươi có thêm một người? Lý Hỏa Vượng vụt ngẩng đầu, phát hiện đó là một người đàn ông gầy trơ xương, quần áo tả tơi, cậu vô cùng chắc chắn người này căn bản không phải chung nhóm với mình. Khoảnh khắc nhìn thấy người này thì Hồng Đại có phản ứng lớn nhất, hai mắt trợn tròn, biểu cảm cực kỳ hoảng sợ. Sao ngươi đi ra được? Người đàn ông đầu tiên là nhìn xung quanh một vòng những người khác đang nhìn mình, đờ đẫn mở miệng nói, ta bỗng nhiên nhớ ra hình như ta cũng là tâm chọc. Ta khiến nữ nhân này giấu ta đi, muốn vào trong nhìn xem có người nhà của ta không, kết quả bị nàng ta quên, sau này ta cũng quên luôn. Giết hắn! Sát khí bộc phát, vũ khí của mọi người chớp mắt đâm về phía người đàn ông ăn mày kia. Lý Hỏa Vượng phản ứng nhanh nhất khiến tâm chọc nam chú ý, hắn sâu thẳm nhìn Lý Hỏa Vượng rồi thân thể nhanh chóng biến mất không thấy. Khoảnh khắc đôi mắt của hắn biến mất,
Lý Hỏa Vượng cảm giác miệng lạnh lẽo, mặt nạ đồng tiền bị tâm chọc giấu đi. Nhưng giây tiếp theo, Lý Hỏa Vượng phản ứng lại, giờ không phải lúc suy xét việc này, cậu đang có một việc cực kỳ quan trọng cần hoàn thành. Máu nóng từ sau gáy trào lên óc của Lý Hỏa Vượng, thân thể của cậu bắt đầu run lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi người xung quanh, Ký Tướng, Hồng Đại, Thác Bạt Đan Thanh, Liễu Tông Nguyên. Trong tích tắc, từ trên xuống dưới toàn thân Lý Hỏa Vượng đau nhức, lửa cháy hừng hực bao bọc cả người cậu. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 547, che giấu. Giết, bọn họ biết thân phận tâm tố của ta, nhất định phải giết hết bọn họ, tuyệt đối không thể để một người chạy trốn. Lý Hỏa Vượng làm khó dễ, Liễu Tông Nguyên cuộn, người lại thành chiều dài trốn hướng cửa sổ, cũng không biết là ai hành động. Lý Hỏa Vượng nháy mắt cảm giác sức lực to lớn hất mình bay ra ngoài. Lý Hỏa Vượng hoàn toàn biến thành người lửa gầm lên, thò tay vào hốc mắt trái bóp mạnh, một luồng sáng kỳ dị bao phủ tất cả mọi người. Ký Tướng nâng Hủ Mộc Như Ý lên, mạnh chỉ về phía Lý Hỏa Vượng, nhưng cậu không có bất cứ phản ứng. Lý Hỏa Vượng giơ Tử Tuệ kiếm định chém đứt cánh tay trái của mình. Bạch Vô Thường to lớn ở trong rừng cây hét to, Nhĩ Cửu, ngươi làm gì vậy? Đừng la uổng công, vậy mà không nhìn ra sao? Tên này bị người khống chế rồi. Hồng Đại sắc mặt khó coi, giơ đao dỉ đâm vào cánh tay của mình. Lời của đối phương khiến Lý Hỏa Vượng rùng mình, cậu vô cùng khiếp sợ nhìn đám người trước mắt. Chuyện gì vậy? Bọn họ nhìn không thấu thân phận tâm tố của ta. Lý Hỏa Vượng nhớ lúc trước Gia Cát Uyên tặng con thoi này cho cậu thì chỉ hướng mặt nạ của cậu, nói, hãy dùng cái này, nó dùng tốt hơn thứ kia của ngươi nhiều. Vào giây phút này, Lý Hỏa Vượng chợt hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Nguyên nhân bọn họ không phát hiện năng lực tâm tố của Lý Hỏa Vượng là vì con thoi của Gia Cát Uyên thay thế mặt nạ, giấu đi thân phận của cậu. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn vạt áo đang cháy rực lửa, bao dụng cụ tra tấn bọc con thoi đã bị đốt đen, thoạt trông không bao lâu sau sẽ đốt cháy hết. Không được, không thể khiến thứ này rời đi thân thể của ta. Lý Hỏa Vượng toàn thân cháy lửa vội lấy con thoi ra, cậu định tìm một nơi cất con thoi này, nhưng mà trên người của cậu chẳng những không có túi, da thịt cũng bị đốt sạch. Cuối cùng Lý Hỏa Vượng vén ra thi chây lửa lên, bỏ con thoi vào trong khoang bụng như nhét nó vào túi áo khoác. Làm xong những thứ này, Lý Hỏa Vượng đi hướng người khác, các vị, đã không có việc gì, phép thuật khống chế người khác đã bị ta giải trừ. Đứng lại, Ký Tướng sắc mặt cực kỳ khó xem, một tay cầm bàn tính vàng chĩa thẳng vào người lửa trước mặt. Ta mặc kệ ngươi có tỉnh táo hay không, ngươi phải đứng yên tại chỗ cho ta. Khi thấy Lý Hỏa Vượng thật sự ngừng lại tại chỗ, Ký Tướng, Liễu Tông Nguyên, Hồng Đại tụ lại bàn bạc. Họ đang thương lượng cái gì thì Lý Hỏa Vượng cách quá xa nghe không rõ. Hiện tại cậu có việc quan trọng hơn cần suy xét, làm sao dập lửa đây? Lý Hỏa Vượng nghĩ tới cái gì, vươn tay giật, xé xuống đại thiên lục giấu dưới lớp da. Khi thứ kia bị ném xuống đất thì lửa cháy trên người Lý Hỏa Vượng cũng dần dần dập tắt. Lần này bởi vì chỉ là mới bắt đầu nên da rẻ của Lý Hỏa Vượng không bị đốt trụi hết. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng thoạt trông giống như một vị người nến mới bị hòa tan, tuy rằng vẫn đau nhức vô cùng, nhưng vẫn tốt hơn lần trước toàn thân cháy đen. Lại mất y phục, may mà ta mang thêm một bộ dự phòng. Lý Hỏa Vượng xoay người nhìn hướng xe ngựa thì chỉ thấy đống lửa cháy hừng hực. Ai? Thấy thế Lý Hỏa Vượng cũng không có lời nào để nói, lấy ra hỏa áo chân kinh tự chữa thương cho mình. Con sen lửa bò qua làn da, trong khi Lý Hỏa Vượng nhớ tới bóng dáng của Gia Cát Uyên. Hắn nhìn ra thân phận của ta, chẳng những không có bắt ta, còn tặng con thoi giúp ta che giấu thân phận, thiện ý của hắn là thật. Dòng nước ấm đã lâu không cảm thụ được tuôn vào trái tim của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng bỗng muốn gặp lại Gia Cát Uyên, trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn tâm sự với hắn. Nhĩ Cửu, Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn, thấy ba người tới gần, thoạt trông bọn họ đã thương lượng xong nên làm gì. Biểu cảm của Ký Tướng vô cùng nghiêm túc hỏi, Nhĩ Cửu, ngươi có thể phân biệt ra được vừa rồi là ai làm phép hại người không? Lý Hỏa Vượng nói y như thật, có chút ấn tượng, thoạt nhìn là một đạo sĩ chốc đầu. Ký Tướng biểu cảm nghiêm túc suy tư cái gì, thật lâu về sau hắn mở miệng nói, được rồi, chúng ta đi về trước, về rồi tính tiếp. Nghe thấy đối phương lên tiếng, người khác gật đầu, bước trên đường đất.
nhưng rõ ràng người khác không hoàn toàn tin lời Lý Hỏa Vượng nói, vị trí đi đường có xu thế bao vây cậu. Mới đi hai bước thì Lý Hỏa Vượng dừng lại, nghi hoặc hỏi, các ngươi còn nhớ lần này chúng ta đi ra là để làm việc gì không? Hồng Đại vẻ mặt nghi hoặc nghe vậy liền quay đầu nhìn ký tướng, ta bị ký tướng đại nhân kêu đi chứ không biết gì. Ta cũng bị ký tướng đại nhân gọi đến. Ký tướng đại nhân, lần này chúng ta đến làm việc gì? Liễu Tông Nguyên nhanh chóng hùa theo. Lý Hỏa Vượng nhìn hướng ký tướng, cậu nhớ là mình cũng bị ký tướng kêu đến. Nếu không phải đối phương hứa hẹn làm xong việc này sẽ giúp cậu lấy tình báo của Tọa Vong Đạo, chưa chắc cậu chịu nhận việc không đầu không đuôi này. Chương 548, Đại Thần, Nhị Thần. Bị ba người nhìn chằm chằm, biểu cảm của ký tướng vô cùng nghiêm túc, dùng tay áo lau bụi dính trên mặt, dường như đang suy nghĩ cái gì. Ta cũng không quá rõ ràng. Ký tướng chần chừ nói, ta gọi hai người đến đây để làm gì? Lý Hỏa Vượng và Hồng Đại nhìn nhau, trong một chốc không biết nên nói cái gì. Kêu bọn họ đi ra mà quên mất lý do gọi bọn họ, cấp trên đúng là vô tự thật. Ôi, được rồi, đi tìm chỗ có người trước đã, không còn xe ngựa, nếu không đi nhanh thì mấy người chúng ta sẽ phải qua đêm bên ngoài. Nhìn sắc trời, đám người Lý Hỏa Vượng cũng không tiếp tục do dự, vội vàng chạy nhanh hơn. Mặc đi, cởi chuông khó coi quá. Hồng Đại cởi chiếc áo dài ăn mày hôi hám đang mặc đưa cho Lý Hỏa Vượng trần trụi. Lý Hỏa Vượng nói cảm ơn, khoác áo dài treo đầy dao dỉ xét lên người. Khi Lý Hỏa Vượng vươn tay ra định mặc áo vào thì nhìn thấy cánh tay máu thịt nhầy nhụa của mình. Làn da nơi đó dường như khắc cái gì, nhưng đã bị đốt hoàn toàn dính liền vào nhau. Kỳ lạ, đây là chuyện gì? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc chậm rãi thả tay xuống, mặc chỉnh tề áo dài của Hồng Đại. Lý Hỏa Vượng không còn trần truồng, đang định xoay người theo kịp bước chân của nhóm ký tướng, nhưng mới đi hai bước, hắn bỗng nhiên dừng lại, không đúng. Không thích hợp. Lý Hỏa Vượng nhanh chóng xắn tay áo lộ ra vết thương dính liền với nhau, lấy dao găm ra rạch một đường vào làn da ở bên cạnh. Cậu túm lớp da giật mạnh, cùng với tiếng da xé rách, lộ ra máu thịt và gân cơ ở bên dưới. Chữ khắc rất sâu, hằn lên phần thịt. Lý Hỏa Vượng khiếp sợ đọc xong chữ viết trên thịt, vội quay đầu hét lớn hướng ký tướng, là tâm chọc. Khoảnh khắc nghe lời này thì vẻ mặt ký tướng bừng sáng, ôi chao, ta nhớ ra rồi. Ta tìm các ngươi là để trợ giúp bắt tâm chọc. Nhưng giây sau, biểu cảm của ba người thay đổi, không khí nháy mắt trở nên nghiêm túc vô cùng. Tâm chọc đã đi ra, nó giấu đi ký ức của chúng ta về tâm chọc. Lý Hỏa Vượng lấy ra Tử Tuệ kiếm, vô cùng cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh. Có lẽ không chỉ như thế, không chừng tâm chọc đã giấu vài người trong nhóm chúng ta rồi, chẳng qua chúng ta không nhớ họ, tuyệt đối đừng nhìn vào mắt của nó. Lách cách lách cách. Ký tướng không ngừng gảy hạt châu bàn tính, dường như đang tính cái gì. Khi tiếng gảy bàn tính dừng lại, một tổ năm hạt châu có ba cái bị đẩy lên. Ba người, tâm chọc đã giấu đi ba người. Lời của ký tướng khiến ra đầu Lý Hỏa Vượng và Hồng Đại tê dại, bất giác đã thiếu mất ba vị đồng bạn, vậy mà mình chẳng biết gì cả. Tay phải của Lý Hỏa Vượng lướt qua, khắc lại lời ký tướng vừa nói lên cánh tay của mình, vậy thì tâm chọc không thể che giấu. Để ta thử xem có thể buộc nó lộ mặt hay không, các ngươi hãy hộ pháp. Ký tướng đập bàn tính xuống đất, bắt đầu gảy lách cách. Vẻ mặt Hồng Đại nghiêm túc bước tới, lấy các con dao dỉ xét ra xếp thành hình hoa sen quanh ký tướng, mũi dao chĩa vào trong. Lý Hỏa Vượng lúc này không thể làm được gì khác, chỉ có thể tùy thời cảnh giới. Thời gian từ từ trôi qua, tùy theo ký tướng lại gảy bàn tính, số lượng lại lần nữa mất đi ý nghĩa, nhưng lần này không có hiệu quả như lần trước. Dù ký tướng gảy bàn tính đến chảy mồ hôi ròng ròng thì vẫn không thấy bóng dáng của tâm chọc. Lý Hỏa Vượng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bốn phía, ngay lúc này, cậu chợt phát hiện trên cánh tay của mình từ khi nào lại tăng thêm mấy hàng chữ. Đó là nét bút của cậu, chẳng qua ký ức viết hàng chữ này dường như đã bị tâm chọc giấu mất, cậu không nhớ đã viết lúc nào. Ký tướng thực hiện đã có hiệu quả, nhưng mà rất yếu. Cần chúng ta vểnh tai nghe kỹ. Nhanh lên! Không chỉ có Thác Bạt Đan Thanh và Liễu Tông Nguyên bị tâm chọc giấu đi, còn có Miểu Miểu. Lúc trước nhị thần căn bản không đi, nàng lén mang theo Miểu Miểu muốn giúp chúng ta. Nhanh đi cứu bọn họ, tuyệt đối không thể khiến các nàng rơi vào kết cục như người nhà của tâm chọc. Thân thể Lý Hỏa Vượng run rẩy, da gà nổi lên khắp người. Lý Hỏa Vượng không chút do dự tháo bông gòn nhét lỗ tai xuống,
dùng thính giác cực kỳ mẫn tuệ quan sát mọi thứ xung quanh. Lúc mới bắt đầu, Lý Hỏa Vượng suýt chút bị tiếng gầm rú chấn động suýt xỉu. Mỗi lần hạt châu va chạm phát ra tiếng thì bên tai của cậu giống như nghe một chuỗi tiếng ồn. Phụ thân, ồn quá, cô chịu đựng, sắp xong rồi, chúng ta phải cứu nương của ngươi. Lý Hỏa Vượng cắn chặt răng, khép mắt lại dùng tất cả tinh lực để phân biệt âm thanh. Mới bắt đầu thì vô cùng ồn ào, nhưng tùy theo Lý Hỏa Vượng dần dần bình tâm lại, cậu dần nghe được một số âm thanh khác. Sắp, điên, không đúng, không phải cái này. Lý Hỏa Vượng cắn răng, hai tay ôm chặt đầu của mình ép mạnh vào trong. Rốt cuộc một ít âm thanh bắt đầu rõ ràng hơn, đó là một tiếng bước chân thoát ẩn thoát hiện. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 549, Biến Hóa, 1. Ở bên này, Lý Hỏa Vượng mở bừng mắt ra, tia sáng lạnh bắn ra, cậu chém về phía sau một gốc cây. Cây to rộng cỡ một người ôm bị kiếm chém đứt, một người đàn ông quần áo rách dưới hiện ra bóng dáng. Hắn dùng ánh mắt chân chất kia nhìn thoáng qua Lý Hỏa Vượng, tử tuệ kiếm trong tay cậu lập tức biến mất. Muốn chơi nữa phải không? Hai tay Lý Hỏa Vượng đâm vào bụng, lại bẻ gãy hai cây xương sườn. Cùng với tiếng phập, Tâm Chọc cũng còng lưng giống như Lý Hỏa Vượng, hét thảm thiết. Lý Hỏa Vượng chịu đựng đau nhức, gào thét lao về phía Tâm Chọc. Tâm Chọc nam trợn mắt chừng Lý Hỏa Vượng, hắn chưa từng ngờ rằng năng lực trước kia luôn hữu dụng vậy mà bị mất hiệu lực. Khi Tâm Chọc nam lấy lại tinh thần thì Lý Hỏa Vượng cách hắn chỉ còn một trượng, xúc tu của Lý Tuế đã vung ra tùy thời bịt mắt đối phương. Trong cục diện nguy cơ như vậy mà Tâm Chọc nam không hoảng chút nào, chợt giơ tay trái lên, một bóng người trống rỗng xuất hiện bay về phía Lý Hỏa Vượng. Đó là Thác Bạt Đan Thanh lúc trước biến mất. Chưa xong, ngay sau đó là Liễu Tông Nguyên cũng bị ném ra. Khi người thứ ba bị ném ra từ bên trong thì dây thần kinh căng thẳng của Lý Hỏa Vượng thả lỏng, đó là Miểu Miểu. Mặc kệ Tâm Chọc nam, Lý Hỏa Vượng theo bản năng mở ra hai tay đón lấy đối phương. Nhưng khi Lý Hỏa Vượng vững vàng đón lấy Bạch Linh Miểu, hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói chuyện mà trong mắt chất chứa quá nhiều điều. Khi Lý Hỏa Vượng buông thiếu nữ ở trong ngực xuống thì Bạch Linh Miểu dần biến mất, cô ấy lại bị giấu đi. Tâm Chọc, Lý Hỏa Vượng chán nổi gân xanh giống to, lao về phía đối phương. Khi Lý Hỏa Vượng sắp đến gần thì lại có một bóng người bị ném về phía cậu, lần này là Nhị Thần. Cứ như thế, những thứ bị giấu mất liên tục bị Tâm Chọc nam ném qua ném lại như ném cục đá. Các thứ bị ném ra rồi lại biến mất. Về mặt lợi dụng năng lực của mình thì rõ ràng Tâm Chọc nam thuần thục hơn nữ giới nhiều. Lý Hỏa Vượng biết cứ thế này thì không được, nếu cứ dây dưa e rằng ký tướng sẽ không chống đỡ nổi. Nếu ký tướng không chống đỡ được, lại muốn tìm ra Tâm Chọc này thì khó còn hơn lên trời. Cậu phải nghĩ cách nào đó kiềm chế đối phương. Lý Hỏa Vượng nhìn hai cô gái lại bị ném về phía mình, cậu nháy mắt với họ, Bạch Linh Miểu nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Bạch Linh Miểu, Nhị Thần lại dần biến mất, khoảnh khắc hai người mang theo các loại tạp vật xuất hiện thì hai tay của Lý Hỏa Vượng đâm vào ngực xoáy mạnh xương sườn. Tâm Chọc đau đến nỗi gập người xuống, vào thời khắc này, Nhị Thần ở giữa không trung nhanh chóng lộn ngược, chân đi giày thêu đạp mạnh vào lòng bàn chân của Bạch Linh Miểu. Bạch Linh Miểu nương xung lực ngược lao về phía Tâm Chọc nam. Trong khoảnh khắc này, Bạch Linh Miểu vươn tay chộp hướng trường kiếm ở một bên. Đừng lấy nó. Lý Hỏa Vượng hét to ngăn cản. Đó là tử tuệ kiếm đã biến mất của cậu. Bạch Linh Miểu biết, nhưng mà trong tình huống này thì không có lựa chọn nào khác. Khi Tâm Chọc chịu đựng đau đớn ngẩng đầu lên, tử tuệ kiếm cắm phập vào trán của Tâm Chọc nam. Khoảnh khắc Tâm Chọc chết đi, mọi thứ xung quanh yên tĩnh trở lại. Lý Hỏa Vượng trợn to mắt suýt lòi tròng nhìn chằm chằm bàn tay cầm tử tuệ kiếm của Bạch Linh Miểu. Ha ha, Bạch Linh Miểu bỗng nhiên nở nụ cười, người hơi cong xuống, cùng Nhị Thần cười lớn. Tiếng cười to dần. Ha 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 ha. Bạch Linh Miểu cười, nụ cười càn rỡ và vui sướng, dường như muốn thông qua tiếng cười trút ra những thứ tích lũy trong lòng. Ở chung với Bạch Linh Miểu thời gian dài như vậy, Lý Hỏa Vượng chưa từng trông thấy đối phương lộ ra biểu cảm như vậy. Lý Hỏa Vượng run rẩy đi hướng Bạch Linh Miểu cầm kiếm, đưa kiếm cho huynh. Mau đưa kiếm cho huynh. Nhưng khi đến trước mặt Bạch Linh Miểu, Lý Hỏa Vượng thấy thiếu nữ tóc trắng nâng tay phải lên, trường kiếm đâm thẳng vào ngực của cậu. Tùy theo thân kiếm rạch lên, ngực của Lý Hỏa Vượng mở rộng,
trái tim co thắt bại lộ trong không khí lạnh. Giây sau, Bạch Linh Miểu sấn tới, dán sát vào Lý Hỏa Vượng, máu phun ra từ người cậu nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo màu nhạt của cô ấy. A, à, trên mặt Bạch Linh Miểu lộ ra chút thoải mái. Nhìn Bạch Linh Miểu xa lạ ở trước mắt, Lý Hỏa Vượng đang định nói chuyện thì nhìn thấy cô ấy hơi nghiêng đầu hôn lên. Vài giây sau, Bạch Linh Miểu chậm rãi ngẩng đầu lại nhìn Lý Hỏa Vượng, khóe môi cong lên cười khúc khích. Lý Hỏa Vượng run rẩy nâng khuôn mặt của đối phương, biểu cảm cực kỳ dữ tợn, "Miểu Miểu, đừng có như vậy được không?" Giống như Lữ Tú Tài lúc trước, sát khí trên Tử Tuệ kiếm chung quy thay đổi tính cách của Bạch Linh Miểu. Biểu cảm của Bạch Linh Miểu dần thu lại, giống như lại lần nữa biến trở về thiếu nữ dịu dàng, vẻ mặt thẹn thùng hỏi, "Lý sư huynh, là như vậy sao?" Chương 550, biến hóa 2. Khi mắt Lý Hỏa Vượng ánh lên tia hy vọng thì biểu cảm thẹn thùng của Bạch Linh Miểu nhanh chóng bị phấn khởi thay thế. Ha ha ha, không thể nào, huynh đang nằm mơ giữa, ban ngày à, ta không thèm biến trở về bộ dạng chết tiệt suốt ngày hối hận đó. Bây giờ ta chẳng quan tâm cái gì cả, nói thật cho huynh biết, ta cảm thấy rất tự do. Nếu biết trước có thể tự do như vậy thì ta đã sớm nắm kiếm của huynh rồi. Hơn nữa huynh hãy nhìn bộ dạng của mình, lại nhìn ta xem, xứng biết bao. Ha 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 ha. Bạch Linh Miểu nói những lời ngông cuồng này, trên mặt ngẫu nhiên lộ ra một vài đặc điểm chỉ tiên gia mới có, thí dụ như lỗ tai đầy lông hoặc mấy miếng vảy rắn. Nghe thấy đối phương nói ra nhiều lời kinh thế hãi tục như vậy, hắn với biểu cảm kích động thống khổ run rẩy kéo đối phương vào ngực mình, "Miểu Miểu, ta có lỗi với muội." Bạch Linh Miểu dựa vào ngực đối phương, nhắm mắt lại, ngửi mùi máu tanh nồng trên người của Lý Hỏa Vượng, vẻ mặt thoải mái nói, "Lý Hỏa Vượng, các huynh có thể về Ngưu Tâm thôn, mọi người đều đang chờ huynh." Lý Hỏa Vượng buông Bạch Linh Miểu ra, biểu cảm cực kỳ phức tạp nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen của cô ấy. Trong lòng Lý Hỏa Vượng dãy dụa thật lâu sau đó nói với đối phương, "Muội yên tâm, chuyện này lỗi do ta mà ra, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến muội trở về như cũ." Nào ngờ Lý Hỏa Vượng vừa dứt lời, Bạch Linh Miểu bỗng đổi khuôn mặt nhanh chanh, nâng lên tay phải thuôn mảnh mềm mại luồn vào ngực của cậu, nắm chặt trái tim nóng kia. "Rốt cuộc huynh có nghe ta nói gì không? Ta đang nói loại cảm giác này rất tự do. Huynh bằng vào cái gì quyết định ta biến thành loại người nào?" Móng tay dựng thẳng sắc bén của Bạch Linh Miểu đâm nhẹ vào trái tim của Lý Hỏa Vượng. Giây sau, hơn 10 xúc tu chui ra từ thân thể của Lý Hỏa Vượng, chúng quấn chặt cánh tay của Bạch Linh Miểu khiến cô ấy không thể làm bước tiếp theo. "Lý Tuế, đừng làm vậy." Lý Hỏa Vượng thống khổ ra lệnh, xúc tu của Lý Tuế chậm rãi rút về. Bạch Linh Miểu với biểu cảm nửa cười nửa không rút tay ra khỏi lồng ngực của Lý Hỏa Vượng, sau đó lau máu dính trên tay vào người cậu. Khi làm xong những việc này, Bạch Linh Miểu nhanh chóng áp sát, như chim nhỏ nép vào người, thân thiết rúc vào ngực Lý Hỏa Vượng. Nhưng khác với hành động thân thiết đó là Bạch Linh Miểu thốt ra những lời gai góc, "Đừng cho rằng ta đời này bám vào huynh. Chưa thành thân thì cái gì cũng chưa phải, lão nương là một người sống, không phải vật đeo trên người huynh, Lý Hỏa Vượng." Biểu cảm của Lý Hỏa Vượng cực kỳ phức tạp nhìn Bạch Linh Miểu ở trước mắt, cậu không còn kích động như vừa rồi, nếu sự tình đã phát sinh, vậy bây giờ việc cần làm là giải quyết. Trong lúc Lý Hỏa Vượng rối rắm thì người khác cũng đi tới, bọn họ đầu tiên là nhìn xác chết của Tâm Trọc, cảm thán một phen, sau đó tập trung chú ý vào Bạch Linh Miểu. Bạch Linh Miểu không chút ngại ngùng, vẻ mặt kiêu căng trừng mắt lại. Thác Bạt Đan Thanh dùng ngữ khí của người từng trải dạy kinh nghiệm cho Lý Hỏa Vượng, "Nhĩ Hiền đệ à, có tục ngữ nói rất hay, cưới vợ nên cưới hiền, nương tử của ngươi tính khí không tốt lắm, nếu muốn sống cùng nhau thì chắc chắn sẽ ngày ngày gà bay chó sủa." Bạch Linh Miểu đang định mở miệng thì bị Lý Hỏa Vượng kéo lại. Rất hiển nhiên, ký tướng không cảm thấy hiện tại là lúc nên trò chuyện về việc này. "Đan Thanh, ngươi cảm thấy hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Mau về thôi, mê chết đi được." Hành động phía trước khiến ký tướng trông suy yếu, giống như tùy thời đều có thể ngã xuống, đoàn người chật vật chậm rãi đi về phía trước. Bị Bạch Linh Miểu nâng, trong đầu Lý Hỏa Vượng không ngừng nổi lên từng ánh mắt nụ cười của Bạch Linh Miểu lúc trước. Không đúng, không thể khiến Bạch Linh Miểu biến thành như vậy, chắc chắn còn cơ hội để muội ấy biến trở lại. Trong lòng Lý Hỏa Vượng kiên định thầm nghĩ. Như tâm tố của cậu là việc không thể hoàn thành nhưng cậu vẫn đang kiên trì tìm kiếm, lẽ nào sợ sát khí nhập thể nho nhỏ này sao? Lý Hỏa Vượng kiên định thầm nghĩ, nhanh chóng quay đầu nhìn những người khác,
Nếu trước kia cậu như ruồi không đầu bay lung tung, vậy bây giờ những người này không chừng có thể giúp đỡ đôi chút cho chuyện này. Nhưng Bạch Linh Miểu đang ở bên cạnh, không tiện hỏi han. Trên đường về không ai nói chuyện, mỗi người đều đang nghĩ chuyện của mình. Đi chậm, cộng thêm chuyện lúc trước làm lỡ thời gian, khi màn đêm buông xuống, bọn họ không kịp đến thôn gần nhất. Kế tiếp cũng không có gì để nói, bọn họ tìm củi rồi nhóm lửa, mọi người vây quanh đống lửa nghỉ ngơi. Bạch Linh Miểu và Lý Hỏa Vượng giống như ngày xưa, ôm nhau mà ngủ, loại cảm giác này đã lâu rồi không có. Chẳng qua rất hiển nhiên hai người đều mất ngủ, dưới ánh lửa chiếu rọi, hai người nhìn nhau. Các bạn vừa nghe xong tập 55 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.